Vị công chúa Thanh gia đã cứu trên chiến trường, lại phải lòng vị hôn phu của cô. Công chúa kia vừa mới nấu bát cháo cho hắn, thì hắn đã bỏ ngay lập tức bỏ rơi cô. Hắn nói công chúa sẵn sàng ở bên chăm sóc mình, cho nên không thể phụ lòng cô ấy. Nếu hắn đã yêu người khác, Thanh gia sẽ tác thành cho bọn họ. Cô mặc chiếc áo giáp cũ do mẹ để lại đi đến cầu xin hoàng thượng. Thanh gia bây giờ không còn quan tâm đến chuyện tình yêu thường tình. Xin bệ hạ cho thần đến phương Bắc, không tính sổ được Đại Vũ Vương thì sẽ không quay về kinh thành. Tất cả quan văn quan võ trong triều đều cho rằng Thanh gia thật hoang đường. Thân là phụ nữ mà lại muốn làm tướng lĩnh phương Bắc. Mẹ và các cô của Thanh gia đều là nữ tướng. Cô cũng đã ở trong quân đội được 12 năm, chém đầu vô số quân địch, vậy tại sao lại không thể? Hoàng thượng cuối cùng cũng đồng ý, ngài hứa rằng nếu cô có thể thật sự có thể đánh bại Đại Vũ Vương thì sẽ tổ chức đại tiệc tại kinh thành, phong tước hầu tướng quân kế thừa vị trí của cha cô trước đây. Đến bây giờ đã 3 năm trôi qua, Thanh gia đã không phụ sự ủy thác, thành công kế thừa vị trí tướng quân của cha, còn vị hôn phu trước kia của Thanh gia thì lại vì chuyện tình cảm mà suốt ngày say khướt. Trong tiệc mừng tiếp phong tẩy trần, khi mọi người đều đang nâng ly chúc mừng, Ôi Ngộ đột nhiên đập mạnh ly rượu xuống bàn, rồi nói bằng giọng điệu trầm trầm: "Thanh gia ngữ tâm duyệt, khanh kim nhật phương hiểu." Trong phòng bỗng nhiên trở nên im ắng không một tiếng động. Các tướng lĩnh nhìn nhau không dám nói gì, Bồi Ngộ đã sai rồi, bàn tay to lớn của hắn vuốt ve con dao ngắn trên thắt lưng, cúi đầu bộ dạng không muốn nhìn cô, phải mất một thời gian dài tướng quân Trần sớm mới có thể giải quyết. Bồi Ngộ tướng quân sai rồi nên nói năng có chút linh tinh: "Ta sẽ đưa cậu ấy quay về." Nói xong Trần sớm tiến lại để giúp đưa Bồi Ngộ đi. Bồi Ngộ liền đứng dậy, đôi chân dường như bị đóng đinh tại chỗ, nước mắt giàn giụa ngập ngừng nhìn Thanh gia và lớn giọng hét lên: "Thanh gia!" Cô vẫn ngồi đó bất nộ tự uy nhìn xuống, buông bát rượu ra và ném nó xuống đất. Bồi Ngộ tướng quân vô lễ phải bị trừng phạt theo quy định. Tiếng gậy bị đánh và tiếng rít của Bồi Ngộ từ bên ngoài truyền vào. Một số vị quan bên dưới bồn chồn, bọn họ đều tới cùng Bồi Ngộ, cho nên muốn cầu xin cho hắn nhưng lại không dám. Trong cuộc viễn chinh 3 năm ở phương Bắc, Thanh gia đã đánh đuổi quân giặc gần trăm dặm, trực tiếp lấy đầu thủ lĩnh Đại Vũ của Mông Cổ, lần này được phong nhất phẩm tướng quân, như là một phần thưởng cho việc trở về của cô. Còn Bồi Ngộ giờ chỉ là tam phẩm tướng quân, hôm nay hắn tới đây thay mặt An Dương phủ công chúa gửi quà chúc mừng. Ở cuối bậc thang có một ông già run rẩy đứng dậy, đó là Bồi lão gia đã hơn 70 tuổi. "Lão xin lỗi vì đứa con bất hiếu này, cầu xin tướng quân hãy tha thứ." Thanh gia đứng dậy đáp lễ và nói: "Bồi lão quá lời rồi." Sau đó Thanh gia giơ tay ra hiệu cho chiếc gậy dừng lại. Binh lính biên giới phía Bắc luôn duy trì kỷ luật nghiêm ngặt. Bồi Ngộ tướng quân đã nhiều năm như vậy rời xa chiến trận, chắc đã quên mất. Hai người cách nhau một khung cửa, Thanh gia nhìn thấy Bồi Ngộ còn không chút cau mày khi bị mắng, sắc mặt tái nhợt. Suy cho cùng thì Bồi Ngộ lớn lên trên lưng ngựa, cũng đã từng cưỡi ngựa đánh đuổi kẻ thù, là vị tướng mà kẻ thù nghe đến thôi đã sợ vỡ mật. Nhưng 3 năm trước, để có thể có được chuyện tình cảm với công chúa An Dương vừa mới trở lại, hắn đã tự nguyện đổi sự nghiệp binh quyền của mình để lấy hôn sự này, ở lại kinh thành trở thành phò mã. Thanh gia vẫn nhớ ngày đó ở cung Kim Loan, Bồi Ngộ quỳ xuống nhưng vẫn giữ thẳng eo. Hắn nói: "Tình cảm của thần dành cho Thanh gia chỉ như huynh muội, còn đối với An Dương mới là tình yêu đích thực, xin hoàng thượng tác thành." Thanh gia mất cha từ khi còn nhỏ, cha cô luôn luôn trung thành, vì để bảo vệ hoàng thượng đến nơi ẩn náu mà đã bị giết chết trong cuộc nội chiến đó. Mẹ Thanh gia thay cha đi chiến đấu, cùng với cô dẫn quân đi bảo vệ thành bị biệt lập. 17 ngày ngày thà chết chứ không chịu đầu hàng, giữ vững tuyến phòng thủ cuối cùng của phương Bắc. Nhạc gia là trụ cột của Bắc vực thời Đại Chu, hoàng thượng trách mắng Bồi Ngộ rằng tuyệt đối không được khiến Thanh gia phải chịu uất ức, nhưng suy cho cùng gia đình của cô không có ai để trông, cũng không có ai để nhìn. Một số bá thúc thúc là bằng hữu của cha mẹ, mặc dù bọn họ trong lòng muốn bảo vệ cô nhưng lại không muốn xúc phạm đến công chúa An Dương và tướng quân trẻ tài năng Bồi Ngộ. Sau tự nhạc gia thì Bồi Ngộ giống như một ngôi sao đang lên, chinh chiến Nam Bắc bất khả chiến bại, không ít người đã đặt cược tất cả vào hắn. Hoàng đế nhìn Thanh gia dò hỏi: "Cô là hậu duệ trực tiếp cuối cùng của tự nhạc gia, nếu như cứ muốn giữ thể diện mà nhất quyết không hủy bỏ hôn ước, hoàng thượng cũng sẽ cho phép cô, nhưng một người đàn ông trong mắt chỉ có người khác thì cô còn giữ để làm gì?" Sau 3 ly rượu, mấy vị tướng liền hàn huyên với cô, bọn họ đều là cánh tay phải của Thanh gia, nhưng khi cô mới đến miền Bắc Tân Cương, bọn họ không đánh giá cao cô, cảm thấy cô chẳng qua chỉ là người đi theo tướng quân Bồi Ngộ mà thôi. Nhưng vì kính trọng cha mẹ cô, bọn họ vẫn luôn chăm sóc Thanh gia. Cho đến cuộc tấn công tập kích đêm đó, Thanh gia dẫn một đội kỵ binh giết chết vô số quân địch, đặc biệt trong số đó có 7 vị tướng lĩnh Đại Vũ. Khi quân tiếp viện tới, người cô đầy máu, toàn thân chiến mã cũng nhuộm màu máu đỏ, trên người vô số những vết thương. Vị tướng trẻ đi theo Thanh gia hét lớn: "Thanh gia tướng quân đã diệt được 71 người, Tống Quy, Hồ Vô Lãng, cả những vị tướng khác đều trợn tròn mắt." Vị tướng trẻ kia hét to hơn, đôi mắt đỏ ngầu rưng rưng: "Thanh gia tướng quân chạm 71 quân địch." Vị tướng trẻ này tên là Chu Thành, mới chỉ 14 tuổi. Hắn cũng giống như cô trở thành trẻ mồ côi sau thế chiến ở Thu Đô. Cha mẹ huynh đệ đều tử trận, hắn bị chôn trong hầm 9 ngày trước khi thoát chết. Bọn họ đã xử lý được một trận đột kích, phá vỡ mưu đồ của Đại Vũ. Nhìn đội quân của bọn chúng không còn bóng người, sau đó quân tiếp viện tấn công thành phố từ 3 phía, đuổi theo chặn mọi ngóc ngách. Quân Đại Vũ mất cảnh giác. Trong trận Thu Đô, quân đội của Thanh gia cuối cùng chỉ thương vong rất nhỏ, và có thể đánh đuổi quân địch đã tồn tại ở Thu Đô suốt 8 năm. Nợ máu phải trả bằng máu, lá cờ triều đại nhà Chu và quân Nhạc gia đã được khôi phục. Khi được đưa vào bức tường của thành Thu Đô, phó tướng Tống Quy dẫn đầu một nhóm thiếu tướng đến chào Thanh gia. Bọn họ đều gọi cô là Thanh gia tướng quân. Hồ Vô Lãng giơ ngón tay cái lên, nghĩ đến năm đó Bồi Ngộ cũng như vậy. Tống Quy vỗ lưng Hồ Vô Lãng: "Tại sao huynh lại nhắc đến điều xui xẻo này?" Nói xong Tống Quy nhìn vào sắc mặt của cô,
tiểu nữ Nhạc Gia đã đi theo Bồi Ngộ nhiều năm, nhưng hôn ước lại đã bị bãi bỏ. Lúc đầu các huynh đệ sợ cô buồn sẽ khóc nên không dám nhắc đến. Sau này sợ cô đau lòng sẽ giết ai đó nên cũng không dám nhắc đến. Hôm nay trong bữa tiệc mừng uống thêm vài ly rượu, mọi người say sưa đến mức dám nói điều này trước mặt cô. Thanh Gia uống cạn ly rượu trong tay, sau đó thản nhiên lau miệng rồi nói: "Không có gì." Hồ Vô Lãng lẩm bẩm: "Làm phò mã thật là tốt, huynh đệ vào sinh ra tử, nói không cần là không cần." Chu Thành hừ lạnh nói: "Thế thê thiếp cũng đã tính xong rồi, có thể thấy đó không phải là tình yêu đích thực." Nghe vậy Hồ Vô Lãng bỗng nhiên có hứng thú: "Kể chuyện, người huynh đệ xin hãy nói cho ta biết chuyện gì đang xảy ra. Tại sao Bồi tướng quân lại lấy vợ lẽ?" Chu Thành Di nghe nói có cơ hội sắp xếp Bùi Vũ liền có hứng thú. Con khỉ hoang dã này có vẻ còn ghét Bồi Ngộ hơn cả cô. Ai không biết còn tưởng bọn họ đã từng gặp Bồi Ngộ rồi. Hắn là người bắt đầu sự hỗn loạn và cuối cùng đã bỏ cuộc. Bồi Ngộ bất ngờ lấy thê thiếp, năm đó hắn thả từ bỏ nghiệp binh quyền để quay về kinh thành, quyết tâm cưới công chúa An Dương cho dù phải từ bỏ hôn ước với Thanh Gia. Nhưng mới qua 3 năm đã không còn trân trọng điều đó nữa sao? An Dương vốn dĩ là công chúa kết giao, trận chiến ở Thủ Đô năm đó quá bi thảm, mẹ cô đã dẫn quân chống trả các cuộc tấn công dữ dội của giặc. Mặc dù phòng tuyến phía Bắc được giữ vững, nhưng quân chi viện tuyến sau không đủ, thật bất ngờ Đại Vũ tấn công bất ngờ từ hướng Tây Nam và lao thẳng vào. Hai bên đều tổn thất nặng nề trên cả hai chiến trường. Sau đó Đại Vũ chọn chấp nhận cuộc đàm phán hòa bình của nhà Chu, vẽ đường biên giới phía Nam Thu Độ, đưa công chúa An Dương đi kết giao, sau đó Đại Vũ rút lui. An Dương và Thanh Gia có sự liên quan trong quá khứ. Cô ta khóc lóc đi tới trước của Nhạc phủ, lúc đó mẹ và cô của Thanh Gia vừa mới hy sinh anh dũng. Quân Nhạc gia cũng thương vong vô số, trận Thu Đô đạt được uy thế chưa từng có, Thanh Gia cô độc ở Nhạc gia, là huyết thống cuối cùng còn lại của Nhạc gia. An Dương nói nếu Thanh Gia mở miệng kiên trì chủ chiến thì có thể cứu được cô ta. Tại sao lại muốn một cô gái trẻ như ta phải đến biên giới làm thiếp, trong khi đã có các tướng sĩ, là một vị tướng cô luôn không chấp nhận việc đình chiến bằng trao đổi hôn sự. Nhưng tất cả các tướng tiền tuyến đều chết trên chiến trường. Nơi đó ngổn ngang xác chết, dòng sông biến thành biển máu. Nếu có cầu Nại Hà ở âm phủ, binh lính và dân thường xếp hàng đều phải đứng dài sang phía bên kia. Cô biết rõ hơn bất cứ ai, Đại Chu không thể chiến đấu được nữa, vì thế Thanh Gia phái những chiến binh tài giỏi của mình đi theo An Dương. Cô nói với cô ấy rằng, ta sẽ cử người bảo vệ cô. Cô hãy thận trọng hơn, trong vòng 5 năm ta chắc chắn sẽ cứu được cô. Thanh Gia đã thực hiện lời hứa của mình. 4 năm sau cô đi theo quân của Bồi Ngộ đến Thủ Đô. Cô dẫn đầu một đội kỵ binh phi hết tốc lực vượt qua 30 dặm, như mũi dao nhọn đâm vào lều trại của Hữu Quân Đại Vũ. An Dương đang ở trong đó, Bồi Ngộ phối hợp với Thanh Gia tấn công từ hai phía đông tây. Kẻ thù bị khắc chế hoàn toàn ở phía đông, sau khi giải cứu An Dương cô đưa một toán quân rút lui. Ngọn lửa đã thiêu rụi toàn bộ vũ khí của Đại Vũ, cho nên buộc Đại Vũ phải quay trở lại. Bồi Ngộ lợi dụng chiến thắng để truy đuổi Hoàng Quân và chặn hắn lại. Trong một lần đột kích, kho tháp của Đại Vũ ở phía đông đã bị phá hủy. Trận chiến nhanh chóng này sau đó đã được khen ngợi nhiều lần. Trong ngoài quân đội đều biết Bồi Ngộ đã lên kế hoạch thông minh, sử dụng binh lính như thần, cắt đứt ý muốn xâm lược của Đại Vũ, nhưng không ai biết rằng người chỉ huy trận chiến đó thực sự là Thanh Gia. Sau khi đưa An Dương về, cô ta vô cùng sợ hãi. Cô phải luôn luôn ở bên cạnh cô ta. Thanh Gia biết cô ấy đã yếu đuối từ nhỏ, lần này kết hôn đã phải trải qua rất nhiều khó khăn. Mặc dù điều kiện hành quân rất tồi tệ, nhưng Thanh Gia vẫn luôn dành cho cô ấy những điều tốt đẹp nhất. Lều quân sự cô ở gần Bồi Ngộ nhất, để bọn họ có thể liên lạc bất cứ lúc nào. Vốn dĩ ban đầu đã sắp xếp một nơi ở lớn hơn cho An Dương, cũng vô cùng ấm áp nữa, nhưng cô ta lại muốn sống trong lều của Thanh Gia. Cô cũng chiều theo ý của cô ta, cho đến khi cô bắt gặp Bồi Ngộ với khuôn mặt đỏ bừng từ lều của An Dương đi ra ngoài. Mặc dù An Dương là một người phụ nữ đã kết hôn, nhưng bây giờ cô ta cũng là một nữ nhân độc thân. Cuộc gặp riêng của Bồi Ngộ với cô ấy thật không hợp tình hợp lý. Thanh Gia đã có lòng nhắc nhở Bồi Ngộ, không ngờ anh lại có vẻ lúng túng, vô tình làm đổ bát trà bên cạnh. Phần cháo còn lại trong bát trà chuyển sang màu cam vàng trên mặt đất. Gạo miền Bắc Tân Cương rất ngon, thêm những lá rau mềm mượt, có vẻ như nó đã được nấu riêng. Bồi Ngộ và Thanh Gia từ trước đến nay chưa bao giờ làm điều gì đặc biệt trong quân đội, bữa nào cũng ăn chung cùng với binh lính, cũng có những người ăn trái cây và lá dại trong trường hợp quân sự khẩn cấp. Bây giờ trong quân đội người duy nhất có thể hướng dẫn đầu bếp nấu ăn là An Dương. Lúc đó Bồi Ngộ nói, công chúa vì ta mà sẵn sàng chăm sóc, ta không thể phụ lòng nàng ấy. Hồ Vô Lãng há miệng nói lớn, nhưng mà Bồi Ngộ là phò mã không thể lấy thêm thiếp. Những người khác tò mò, vậy thế ngươi vừa nói gì mà cô vợ bé nhỏ đấy? Hồ Vô Lãng nở một nụ cười thần bí, anh ngẩng đầu uống hết rượu trong bát, rồi nói, người phụ nữ đó được nuôi dưỡng trong căn phòng bên ngoài của hắn ở thành Nam. Được 2 năm thì công chúa mới phát hiện ra, xong thì cãi nhau một cách ồn ào. Khi những người lính thư giãn sau một cuộc hành quân gian khổ, uống rượu đố số và tám chuyện trên trời dưới đất, Thanh Gia ở đó, những người lính trẻ ít nhiều bị gò bó, vì thế cô đã uống với họ vài hiệp rồi rời đi trước. Đi đến sân sau, phó tướng Tống Quân đi theo phía sau nhưng ngần ngại lên tiếng, nhưng cô bảo hắn cứ nói không sao. Tống Quế hơn Thanh Gia khoảng 10 tuổi, xưa đi theo cha và bây giờ đi theo cô, nhưng cô từ lâu đã coi anh ấy như huynh trưởng của mình. Anh ấy khẽ thở dài, ở kinh thành có tin đồn rằng phòng ngoài của Bồi Ngộ trông rất giống cô. Cô hơi bất ngờ. Tống Quân tiếp tục nói, cô đã ở biên giới nhiều năm chưa quay lại kinh thành, bây giờ đã trở lại thì cần phải cẩn thận, chỉ cần tránh xa những rắc rối mà bản thân không nên dính vào. Trong bữa tiệc mừng hôm nay, Bồi Ngộ trước mặt mọi người ăn nói hàm hồ, nhưng điều đó sẽ nhanh chóng bị truyền ra ngoài. Mặc dù An Dương không được sủng ái và địa vị của hắn cũng rất đáng xấu hổ, nhưng dù sao cô ta cũng là công chúa, không thể để mất mặt được. Thanh Gia gật đầu cảm ơn Tống Quân đã nhắc nhở mình. Tống tướng quân cũng đừng lo lắng quá,
ta cũng lớn lên từ kinh thành, ở thế giới quý tộc này đã quá thèn thuộc với những khúc mắc. Nếu không ta đã không dùng gậy đánh phỏ mã trước mặt mọi người. Thực ra những kẻ hành quyết không hề dùng lực, đó chẳng qua chỉ để cho người khác xem. Thanh gia, cô vẫn còn tình cảm với Bồi Ngộ sao? Do dự hồi lâu, Tống Quân cuối cùng cũng nói ra điều khúc mắc. Đây là điều mà nhiều người trong quân đội vẫn tò mò nhiều năm qua, nhưng lại không dám hỏi Thanh gia. Năm đó Bồi Ngộ và Nhạc Thanh gia, họ là cặp đôi bất tử trên chiến trường. Khi tôi còn trẻ và lần đầu tiên biết yêu cô đã yêu hắn. Cô cũng đã có đính ước với tiểu công tử Bồi gia là Bồi Ngộ. Cha của bọn họ là huynh đệ kết nghĩa, kể từ khi còn nhỏ cô vẫn luôn gọi Bồi bá bá. Khi Bồi Ngộ lần đầu tiên ra chiến trường, Thanh gia ở kinh thành cũng không yên tâm, ban ngày thì mặc y phục nữ nhân lên thành tiễn quân, ban đêm lại phi nựa và lẻn vào khỏi thành phố. Bồi Ngộ vừa lo lắng vừa tức giận khi bắt được Ô trong trại, nói rằng chiến trường tàn khốc không phải là nơi Thanh gia nên đến. Cô nói mình là đích nữ Nhạc gia, sinh ra để ra chiến trường, hơn nữa phu quân tương lai của ta cũng đang ở đây, cho nên ta phải ở đây. Khi nói ra điều này, Thanh gia nghiêng đầu có chút ngại ngùng, đã lâu rồi không được nghe giọng của Bồi Ngộ. Khi cô tò mò nhìn lên, bất chợt Thanh gia lại bắt gặp đôi mắt biết cười của hắn, thắp sáng như ánh trăng. Anh ấy nói một cách trịnh trọng, Thanh gia ta nhất định sẽ không phụ nàng. Trong nháy mắt lời thề bao năm như tờ giấy vụn. Thanh gia vỗ vai Tống Quế, ta và Bồi Ngộ đã sớm xa lạ rồi. Lúc này Tống Quế mới có thể yên tâm rời đi. Lá ngô đồng phát ra những âm thanh xào xạc, Thanh gia có thể mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân vấp ngã. Cô dừng lại không muốn di chuyển nữa. Một lúc lâu sau Bồi Ngộ mới từ phía sau gốc cây chậm rãi đi ra. Hắn trông có vẻ chán nản, sau khi rượu nhạt đi hắn có vẻ đã bình tĩnh hơn nhiều. Có lẽ đã quá lâu kể từ lần cuối bọn họ gặp nhau. Thực sự không có gì để nói, Bồi Ngộ nhạt nhẽo nói. Thanh gia, chúc mừng, tôi thậm chí còn không nhìn hắn và nói. Đa tạ. Đôi mắt Bồi Ngộ nhìn cô chằm chằm. Đã nhiều năm như vậy nàng cũng nên kết hôn đi. Thanh gia hơi bất ngờ và cảm thấy hơi buồn cười. Bồi Ngộ là một võ tướng, không quan tâm đến chiến sự cũng không quan tâm đến thương vong, lại đột nhiên hỏi cô đã kết hôn hay chưa. Khi xa nhà quân lính không phân biệt nam nữ cùng ăn chung, Thanh gia từ lâu đã quen với sương gió, bỏ lại mọi thứ về hôn nhân phía sau. Nghe vậy Bồi Ngộ tỏ ra cay đắng. Võ tướng, kể từ khi ta trở thành phò mã, ta sẽ không bao giờ có cơ hội trở lại chiến trường. Hắn nói An Dương ghen tị, lúc đầu nói mình không có trốn để về và vô cùng sợ hãi, muốn hắn cùng ở lại kinh thành làm phò mã, chỉ suốt ngày ăn chơi không thể nhúng tay vào việc chính sự. Nhưng Bồi Ngộ sinh ra đã là một võ tướng, nếu vẫn muốn quay lại chiến trường thì không phải là không thể. Nhưng khi trạng thái của An Dương dần dần hòa dịu, cô ta càng quản Bồi Ngộ chặt hơn. Khi Bồi Ngộ đề nghị quay trở lại chiến trường, Dương khóc lóc gây rối rồi đòi treo cổ tự tử. Chàng vẫn muốn quay lại để gặp Thanh gia sao? Ta biết trong trái tim chàng không thể từ bỏ cô ấy, đã như vậy thì tại sao lại trêu chọc thiếp? Bồi Ngộ nhiều lần đảm bảo, nhưng An Dương vẫn không chịu buông tay. Một người luyện võ 1 năm 365 ngày, những năm tháng ở bên An Dương, Bồi Ngộ dần dần nghiện miền quê hiền hòa, cảm thấy áp lực, tham vọng khó thực hiện nên chỉ có thể uống rượu để nhấn chìm nỗi buồn. Thanh gia, ta thực sự nhớ khoảng thời gian chúng ta cùng cưỡi ngựa ở ngoại Mông Cổ. Bầu trời cao vút, mây trắng bồng bềnh, ta đã từ lâu không gặp lại điều đó. Đây chẳng phải là sự lựa chọn của ngươi sao? Thanh gia không thương tiếc ngắt lời hắn. Đối mặt với điều này, Thanh gia luôn nhớ năm đó tình bọn họ đã cùng vào sinh ta tử. Thế nhưng hôn phu tương lai Bồi Ngộ của cô lại là người xấu. Nhưng Bồi Ngộ trên chiến trường thì không, đó là lý do tại sao cô hủy bỏ hôn ước và cảm thấy tự do thoải mái. Sau đó cả hai người đều không làm khó nhau, nhưng bây giờ vẻ mặt chán nản của Bồi Ngộ khiến Thanh gia càng coi thường hắn hơn. Ta và ngươi từ lâu đã không còn liên quan gì, đừng nói những lời suy đoán này nữa, lại khiến mọi người hiểu nhầm. Thanh gia lùi lại một bước và hạ giọng, bây giờ ta là nhất phẩm tướng quân, khi gặp nhau hãy gọi ta một tiếng Hầu gia, hoặc là Nhạc tướng quân, hai chữ Thanh gia không phải ngươi muốn gọi là gọi. Đôi mắt của Bồi Ngộ đỏ lên và im lặng nhìn cô. Vì những điều đó Thanh gia phớt lờ hắn và bước thẳng đi. Thật không ngờ người cô không muốn tìm lại tự mình đến tìm cô. Trong bữa tiệc của các anh hùng do hoàng tử tổ chức, Thanh gia bị người của An Dương chặn lại trước cửa. Tiểu tử nhịn bợ mỉm cười, bàn tay lại chỉ thẳng ra phía sân sau. Nhạc tiểu thư, người là nữ nhi công chúa An Dương, mời người ra hậu viện. Bữa tiệc kiểu này thường tách biệt phân ra, quan chức ở tiền sảnh, nữ nhân ở hậu viện. Mặc dù là nữ nhân nhưng bây giờ Thanh gia đã là nhất phẩm tướng quân, ở đây không có ai như vậy. Ngươi dám coi ta như một nữ nhi bình thường sao? Mọi người ở kinh thành đã nhiều năm không thấy cô và vẫn nghĩ rằng Thanh gia là một người dễ bị điều khiển. Đừng để ta phải lên tiếng. Chu Thừa ở bên cạnh cười khẩy, ta thật không biết rằng ngay cả hầu tước ở kinh thành cũng không được coi là tướng quan. Chu Thừa sinh rất cao lớn, bên má phải còn có một vết sẹo rất đáng sợ. Nhìn thấy tiểu tử dù bị nói thế vẫn không chịu nhượng bộ, Chu Thừa tức giận lập tức rút từ thắt lưng ra một con dao dài, chỉ cần chém về phía trước, chậm chậm chờ đợi. Thanh gia dùng kiếm đỡ lại con dao dài trước mặt tiểu tử kia, chân cậu ta mềm nhũn và ngã xuống đất. Những người xung quanh im thin thít không phát ra một tiếng thở. Chu Thành hừ lạnh nói, ngươi còn dám ngăn cản ta không? Tiểu tử kia run rẩy không dám trả lời. Thanh gia cười lớn rồi đi về phía hậu viện, quay lại thản nhiên ra lệnh, làm khó một hạ nhân có ích gì, phải đi tìm người chủ ý đứng sau. Thanh gia cúi người xuống để cậu ta có thể nắm lấy tay đứng dậy. Đi thôi, ta sẽ đi cùng ngươi, đưa ta đi gặp công chúa An Dương. Ở hậu viện các tiểu thư đang đua nhau khoe sắc, hoàng tử còn trẻ nên sẽ có triển vọng và được sủng ái. Hiện tại vẫn chưa nạp thêm phi tần, vô số các tiểu đài các muốn chen vào đông cung. An Dương trong những năm này đã cố gắng lấy lòng hoàng tử, chủ động nhờ người sắp xếp một số nữ nhân cho thái tử. Lúc này cô ta đang ngồi giữa hoa viên, nhìn Thanh gia đi tới, cô ta mỉm cười. Thanh gia tới rồi, nhanh tới đây, ta có người muốn giới thiệu cho cô. Khi đến gần hơn, cô mới nhận ra có một người phụ nữ đang đi theo An Dương.
Nghe An Dương gọi, cô ta ngước lên nhìn Thanh Gia nhăn nhó, rồi lại vội cụp mắt xuống. Chỉ cần nhìn qua cũng có thể biết người phụ nữ này chính là vợ lẽ của Bùi Ngộ. Cô ấy trông giống Thanh Gia đến 3 phần, nhưng tính tình thì khác biệt hoàn toàn. Nếu như cố tình ăn mặc thì có thể giống khoảng 56 phần. Ánh mắt An Dương nhấp nháy, trong lời nói có ẩn chứa hàm ý sâu xa. Đây là Nhu Hi, là người phụ nữ mà Bùi Ngộ đã nuôi dưỡng bên ngoài. So với Thanh Gia đây thì thật là giống nhau. Người phụ nữ ngồi bên cạnh che miệng cười, nhắc mới nhớ tiểu cô nương này còn là Nhạc tiểu thư. Nhạc tiểu thư ra trận chinh chiến, còn không quên để lại một bông hoa cho Bùi Ngộ tướng quân sao? Từ phía sau những lời chế nhạc của bọn họ phát ra, Thanh Gia cau mày, việc thèm muốn một người đàn ông đã có gia đình đáng bị coi thường. An Dương mời cô ra vườn hậu hoa viên, thì ra là muốn làm cô cảm thấy xấu hổ. Tướng quân Thanh Gia không phải là người có thể giễu cợt. Một giọng nói non nớt vang lên, một người ăn mặc sang trọng ngồi cạnh An Dương, nhìn cô, rồi gọi Thanh Gia một cách rõ ràng. Xin chào Thanh Gia tướng quân, bổn cung là An Niên. An Niên công chúa mới 10 tuổi, 7 năm trước khi cô đi về phương Bắc, cô ấy vẫn còn là một đứa trẻ đang học nói. Thanh Gia cũng đã nghe câu chuyện về công chúa An Niên. Gia tộc ngoại của cô là Thôi Thị ở Thanh Hà, rất nổi tiếng trong cung điện. An Dương có vẻ xấu hổ, không ngờ được rằng An Niên lại lên tiếng thay Thanh Gia. Thanh Gia cũng chào công chúa An Niên, sau đó anh nhìn cô gái đang trốn sau lưng An Dương. Ta và Bồi Ngộ đã không còn liên quan, ta cũng chưa bao giờ nhìn thấy người phụ nữ này trước đây. Ngươi nói ngươi đến từ Nhạc gia sao? Cô gái liếc nhìn An Dương, thận trọng gật đầu. Vậy ta hỏi ngươi, Nhạc phủ ở đâu? Cô gái cất giọng lý dí, tiểu nữ là thuộc thường Nhạc gia, cha tôi Nhạc Tố Thu. Thanh Gia vẫy cô ấy lại và hỏi, ngươi tên là gì, bao nhiêu tuổi? Người phụ nữ lại thì thầm đáp, Nhạc Nhu Hi, năm nay 17 tuổi. 17 tuổi sao? Có tin đồn rằng Bùi Ngộ đã có phòng nhì từ 2 năm trước. Thế chẳng lẽ khi đó cô ta mới 15 tuổi? Cô gái bên cạnh An Dương hừ lạnh một tiếng, ở trước mặt An Niên không nói gì, nhưng những lời nói của cô ta đều hiện rõ trên khuôn mặt. Để một cô gái 15 tuổi đi tranh giành sự sủng ái khiến ai cũng coi thường. Thanh Gia cởi một mặt dây chuyền ngọc bích từ thắt lưng của mình, cảm thấy áy náy đưa nó cho Nhu Hi, ta đã lâu không ở kinh thành, không biết tình hình trong phủ ra sao, không thể bảo vệ được ngươi, sau này có việc gì thì hãy đến Nhạc phủ tìm ta bất cứ lúc nào, nếu ta không ở đó thì hãy tìm quản gia. Nhạc Tố Thu là một học bá của Nhạc phủ, ham mê đọc sách, từng là một vị tiên sinh ở Nhạc phủ viện, một người dành cả đời để học tập. Năm đó anh cũng cùng quân triều đình ra chiến trường, hắn nói rằng binh lính chẳng những không biết một chữ nào, thậm chí không thể viết tên của riêng của mình, cũng không thể viết một bức thư về cho gia đình. Anh ấy dạy mọi người trong quân đội cách viết tên của mình, viết hòa bình, viết nhật ký, cuối cùng chết bệnh ở phương Bắc. Ta lại không thể bảo vệ được con gái của một người như vậy, đó là lỗi của ta. Nhạc Nhu Hi hơi giật mình, cô ấy quỳ xuống và hành lễ với Thanh Gia một cách cẩn thận. Giọng nói của cô đặc biệt nhỏ nhưng đầy quyết tâm. Nhu Hi được Bồi tướng quân giải cứu, cho nên sẵn sàng chăm sóc tướng quân, không cầu vinh hoa phú quý. Đây không phải lỗi của tướng quân. Vẻ mặt An Dương bây giờ trông thật khó coi. Cô ta vốn muốn dùng Nhu Hi để làm nhục Thanh Gia, nhưng An Niên lại vô cớ ngắt lời cô ta. Bây giờ hắn lại bị Nhu Hi làm mất mặt ở trước mặt tất cả mọi người. Thanh Gia thở dài trong lòng. An Dương thật không dễ hòa hợp, nhưng trong trường hợp thì cô cũng thật khó giải thích. Chỉ nói một lời báo đáp không có nghĩa là cam kết thực hiện điều đó. Những lời này vốn là nhằm thuyết phục Nhu Hi nhưng lại dối quầy An Dương. Mọi người đều biết An Dương được Bùi Ngộ cứu ra khỏi lều của vô địch, hai người yêu nhau vì điều này. An Dương dùng cơ thể mình để đáp lại lòng tốt của Bùi Ngộ. Mặc dù An Dương thực sự đã được Thanh Gia cứu, nhưng thế giới lại thích nghe những câu chuyện về những anh hùng cứu mỹ nhân hơn. Thanh Gia cô rốt cuộc là rất hận tôi sao? Luôn giữ chặt chuyện cũ. An Dương hung hăng nhìn cô xắn tay áo đứng dậy. Nhạc Thanh Gia khinh thường công chúa, xúi dục người hầu trong phủ dụ dỗ tướng quân Bùi Ngộ, nên phạm tội gì? Nhu Hi dịu đến mức run rẩy. Lúc này đoàn tùy tùng của hoàng tử vội vã tới nơi, từ xa lớn giọng nói, An Dương, ta vừa bảo Chu Thừa đi tìm người, hãy để hắn đi tìm thái tử. Dù là quân chủ nhưng Thanh Gia không thể sử dụng kiếm vào cung ở Đông Cung. Cấp bậc của An Dương thấp hơn cô, cho nên không có quyền trừng phạt Thanh Gia. Cô ta khiêu khích cô hết lần này đến lần khác, chẳng qua muốn để làm cô mất bình tĩnh mà rút kiếm ra ở Đông Cung. Điều đó sẽ khiến cô mang trọng tội. Nhạc tướng quân, đã muộn rồi. Hoàng tử lại buông tay cô ra và trách mắng An Dương. Nhạc tướng quân là nhất phẩm hầu tước sao có thể như những nữ nhân bình thường? Người phụ trách bữa tiệc nhưng thậm chí còn không phân biệt được khách, không biết người này nên ở đâu người kia ở đâu. Từ nay ngươi không cần phải tới Đông Cung. An Dương như chết lặng cố hét lên giải thích, hoàng huynh là do cô ta trước. Hoàng tử nhướng mày khi nghe điều này. Nhạc tướng quân có cấp bậc cao hơn ngươi, dù ngươi có là công chúa thì cũng phải tuân theo nghi thức và không được gọi bằng tên như vậy được. An Dương trông không biết xấu hổ, bọn họ không biết rằng quân Nhạc gia của cô vừa giành được thắng lợi hoàn toàn. Nếu như ở Đông Cung xảy ra như vậy thì đúng là sự sỉ nhục của hoàng thân. Ở đây không có tình bằng hữu, thái tử đã cho phép An Dương đến gần mình trong quá khứ, chẳng qua là vì xem trọng uy tín của Bùi Ngộ trong quân đội. Nhưng chiến tích của Bùi Ngộ sau 3 năm, bây giờ chỉ còn lưu lại một điều duy nhất là đã cứu công chúa mà thôi. Mà Thanh Gia lại là một vị tướng tài mới nổi danh, cũng là vị tướng số 1 của triều đại nhà Chu, mà không cần quan tâm đến việc còn có những anh hùng của đội quân Nhạc gia phía sau. Bữa tiệc hôm nay của hoàng tử chẳng qua cũng chỉ là để cô tiếp phong tẩy trần mà thôi. An Dương thua kém lại muốn giao ai với Thanh Gia, như vậy thì cô cũng nhân tiện đến hậu hoa viên. Nhưng chắc hẳn ở hậu hoa viên này sau này An Dương sẽ không bao giờ vào được nữa. Khi vào cung báo cáo tình hình với hoàng thượng, hoàng thượng đã có tuổi bước xuống bậc thang nắm lấy tay cô. Thanh Gia, năm đó là do hoàng gia không đúng với ngươi, khiến ngươi đến bây giờ vẫn chưa thành thân. Hoàng đế để giữ mặt mũi đã quyết định hủy bỏ hôn ước giữa cô và Bùi Ngộ, tác thành cho đoạn tình cảm của An Dương và Bùi Ngộ.
nhưng ông không ngờ rằng Thanh Gia thực sự có thể giương cao ngọn cờ của Nhạc Gia. Thực hiện lời hứa trước triều đường, năm 11 tuổi Thanh Gia đã tham gia vào quân đội. Cô cứu được An Dương năm 23 tuổi, 3 năm sau Bắc Phạt bây giờ cô tôi 26 tuổi. Ở tuổi 26 lẽ ra con cái của cô phải đi học rồi. Những nữ nhân khác mặc y phục lộng lẫy, cài tóc, trong yến tiệc mùa xuân nở nụ cười hiền thục, ném hoa vào người lang quân như ý, còn Thanh Gia thì lại đến rồi đi trong núi xác biển máu. Lòng bàn tay đầy những vết chai sạn, trên cơ thể có vết thương lốm đốm, làn da thô nứt nẻ, ngoài ra còn có một phần da bị mất ở phía sau đầu. Thanh Gia ngươi có thể oán hận trẫm, nhưng cô lắc đầu một cách nghiêm túc, Thanh Gia là đích nữ Nhạc thị, bảo vệ gia đình và đất nước là trọng trách hàng đầu. Thanh Gia đã tạ bệ hạ vì đã không khuôn mẫu, vẫn cho Thanh Gia cơ hội bảo vệ bệ hạ và đất nước với tư cách là một nữ nhân. Đây là những điều trong lòng của cô, gặp được một minh quân có thể cho thần binh quyền binh giáp. Bước ra trận mạc, kế thừa tước vị, thần thật sự cảm tạ hồng ân của hoàng thượng, so với điều này hôn ước của thần và Bồi Ngộ, thật sự quá nhỏ không đáng để nhắc đến. Ngươi đã có lang quân trong lòng chưa? Trẫm sẽ làm chủ hôn cho ngươi, cho dù đó là thái tử cũng đều được. Liếc qua Thanh Gia nhìn thấy ánh mắt của thái tử sáng lên,